Quá hay, quá hay. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh chung kết đang được chờ đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Giải đấu sân tuyệt sát thủ của cụm máy chủ La Tiêu Sơn. Trận đó là giao đấu đầu tiên, đó là giữa chiến đội cho hung miếng coi với lại chơi cho vui. Chúng ta sẽ thi đấu với hình thức bo 5, chạm 3 sẽ win nha anh em ơi. Và hai chiến đội tập trung trước vực Công Bình Tử Tiêu Nhân Đông. Đỡ giao đấu đầu tiên hãy vơ tơ vào trong ngay anh em ạ. Đúng rồi, bắt được giỏ đen và đó win quá chắc rồi. Và chúng ta sẽ vào trận chung kết nào. Anh em đang xem hơn 160 anh em đang xem, mọi người cho Khải một like ủng hộ chơi cũng như là ủng hộ tất cả các thủ ngày hôm nay một like, một like chia sẻ chơi anh em ơi. Xin vấn việc cụ giỏ đen 90% võ đen lại toàn. Đúng rồi Sơn Lê ơi, không nào sống nổi được. À đúng rồi, chung kết đến bo 5 lận anh em ơi, chạm 3 là win anh em ơi. Tại cao thủ hai một cún đã tập trung khá là sớm. Đây là chiến đội cho hung miếng coi. Anh em cùng soi sức đồ của cao thủ này. Một thiên trì anh em. Trong chiến đội cho hung miếng coi đó là gồm hai thiên bang, một trì và một thương. Anh thiên trì đang sử dụng mình một set đăng bang và một cái trì mắc pin hoàn toàn. Đó, mắc pin hoàn toàn hoàn toàn anh em. 25 cái họ trong 40 và bằng sát 100. Và đang sử dụng mình một cây bao tay 24 phòng thủ và 40 làm chậm. Một cái nón 25 phòng thủ và 40 làm chậm. Một áo 30 và 40 phục hồi, 30 kháng lôi. Một đai lưng 25 kháng hỏa và 40 chón sinh khí và phục hồi sinh lực. Một đôi giày tóc chón kháng hỏa mạch ộp. Đó, đây là thiên viên trì anh em, sử dụng còn bông tiêu. Rồi chúng ta sẽ vào trong và Khải sẽ tiếp tục soi đồ cho anh em xem. Và vừa rồi chúng ta đã soi sơ đồ của cao thủ hai một cuốn cùng tem với chị Đại. Và bây giờ chúng ta sẽ soi sơ đồ chị Đại là một thiên vương kích anh em. Tí là đi tổng kim chứ anh em, sau một tí cũng được anh em, đi sau vẫn đánh kim được mà, nhưng mà sẽ lấy đủ điểm thôi. Đang sử dụng một set đăng bang tầm trung 18, 26, 27 và 29. Và đang sử dụng một cây kích binh sát 81, đặt móc 72, kháng hỏa 24, sinh lực cao, sát thương. Và một cái nón kháng hỏa chón 40, một bao tay phòng thủ 25, làm chậm 40, một áo mắt pin 40, 40 phục hồi và 25 phòng thủ. Một đai lưng 25 kháng hỏa và 40 chón. Một đôi giày tóc 40 và kháng lôi 30. Đó là set đồ của cao thủ của chiến đội cho hung miếng coi. Và bây giờ chúng ta sẽ soi set đồ của chiến đội chơi cho vui. Vừa rồi cho anh em xem chơi cho vui, đây là một côn lông đao. Đang sử dụng một cái nón mắt dòng kháng hỏa và chón 40 sẽ lụng lực. Một cái đao mắt pin hoàn toàn, tóc 30, chón 40, binh sát 100 và lượng kháng hỏa 25, mắc pin hoàn toàn ở cái đao này nha anh em. Một cái áo hợp kim, hợp kim mắc pin, áo tím kim mắc pin luôn. Và một bao tây phòng thủ 24 làm chậm 40, một ngọc bội làm chậm 40 sinh lực cao, độ lực cao. Một nhẫn kháng độc sinh lực lực, một đai lưng kháng độc sinh lực lực. Một nhẫn kháng lôi và một giày tóc kháng lôi tím mắt ộp luôn, quá đẹp. Và đây là set đồ của Nghe Mi chùm má mi, Nghe Mi nha nam. Vũ khí bằng sát 185, nón 25-40, áo 40-25 kháng độc, bao tay phòng thủ 25 và làm chậm 40. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Đại lưng kháng băng và chúng độc, giày tóc kháng lôi. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu thì Nghe Mi đã xuống ngựa đang những đồng đam tư đầu. Và cùng lông đao cũng đã xuất chiêu rồi. Hiện tại con đao đã thả lên đầu của con... đã thả lên đầu của Thiên Trì. Những đồng bùa cực kỳ khó chịu và làm cho Thiên Trì dịch diễn một cách khá là chậm chạp. Trận đấu chúng ta đang được diễn ra cảm giác rằng như anh em có thể thấy trong trận đấu này thì liệu hai Thiên Vương Bang giao tranh với một Nga Mi và một Công Lôn, ai sẽ giành phần thắng này anh em? Đúng rồi, cao thủ hai một cuốn này mà. Anh em nhắc đến hai một cuốn thì Khải xin nói cho anh em luôn, hai một cuốn là một trong những cao thủ Thiên Vương Bang luôn luôn thi đấu với tất cả các giải đấu như là Võ Lâm Minh Chủ hay là Sông Tiền Các Thủ. Anh ta hoặc là chiến đội của anh ta luôn luôn dành lại cho mình những hạng cao nhất, đó là hạng quán quân. Không biết trong trận tranh chung kết này liệu hai một cuốn sẽ ra sao. Hiện tại Phong Bụi với lại Chùm Má Mười đang cố gắng hết sức. Hiện tại những đòn bùa lên dán lên đầu của hai anh Thiên Vương Bang này cực kỳ khó chịu và làm cho hai Thiên Vương Bang đang di chuyển một cách rất là chậm. Và có vẻ như Nghe Mi thì đang khá là thoải mái. Thời gian Thiên Vương Bang di chuyển chậm chạp thì Nghe Mi lúc đó đã đam những đòn đam phong xương và làm cho Thiên Vương Bang chỉ có thể đứng đờ người ra mà thôi. Hiện tại Công Lôn như Khải thấy trên đầu đang có cho mình một bùa âm thời gian
làm trầm vào cũng như âm thời gian chón. Đó cũng là một trong những hiệu quả nhất dành cho Nga Mi. Nga Mi đâm những đòn như thế này thì làm cho anh Thiên Bang cực kỳ khó chịu anh em ơi. Và đi kèm với cái bùa âm tốc độ di chuyển nữa thì Nga Mi trưởng Thiên Bang còn gì bằng nữa đâu. Còn gì bằng nữa đâu. Chúng ta đã cho qua hơn 2 phút. Chúng ta cùng đợi xem sẽ ra sao. Hai Thiên Bang đang cố gắng ngấp đảo vào hướng của Nga Mi, nhưng mà trong khi đó thì rất khó chịu không thể nào mà nhấc tay bởi những đòn phong xương. Bởi vì trên đầu của Thiên Bang đang dính những cái bùa làm cho cái sự hiệu quả cũng như là phát huy tác dụng đến từ vị trí của anh Nga Mi. Những đòn phong xương này cảm giác làm cho hai Thiên Bang chỉ có thể đứng đờ người mà thôi. Ở bên ngoài đó thì chúng ta vẫn đang thấy rằng những đòn đao đến từ vị trí của cô đồng đao Phân Bụi. Anh ta đang đao một cách chém một phát xuyên tâm hai cả hai ạt Thiên Bang. Cảm giác rằng như hai Thiên Bang chỉ có thể đứng người ra, đơ người ra mà thôi. Liệu trong trận đấu này liệu cô đồng đao lại Nga Mi có thể win hay không anh em? Hello anh Viết Liêu, hello tất cả anh em. Anh em thấy những đồng đao mà cô đồng đao quá là khét, quá là khét. Trong trận đấu này Khải cảm giác rằng Thiên Bang tỷ lệ thắng rất là khó nha, không phải đơn giản đâu anh em. Tỷ lệ thắng trong trận đấu này của hai Thiên Bang cực kỳ khó luôn. Kèo thắng thì Khải thấy không thể nào mà thắng được, Khải thấy hơi bị khó đấy. Anh em thấy những đồng đao chưa? Đam cho đến bây giờ thì Khải cảm nhận rằng, không biết anh em có giống Khải không, những đồng đam của hai bên thì hoàn toàn bên chiến đội, đó là chiến đội chơi vui thôi. Đó là gồm Trùm Má Mi, Nga Mi và cô đồng đao Phân Bụi, lượng đam cực kỳ tốt. Kèo công luôn lại win rồi. Đó anh em thấy chưa, khá nhiều anh em dự đoán theo Khải, không biết sẽ ra sao. Nhiều anh em lại bảo là hai một cuốn lại win. Đây là một trong những trận đấu chung kết anh em ơi. Chúng ta có thể thấy rằng rất khó phân biệt thắng bại ở trong trận đấu này. Rất khó, rất khó luôn em ơi. Trận đấu chúng ta đã cho qua 3 phút mà cho đến bây giờ Khải cảm giác rằng lượng đam của bên chiến đội Nga Mi và Phân Bụi cực kỳ cao anh em, không phải đơn giản em ơi. Anh em thấy chưa, những cái đòn bùa của Công Lôn rất hiệu quả trong trận đấu ngày hôm nay và làm cho đòn phong xương tỏ ra một cách phát huy tác dụng và đam cực kỳ to. Những đòn này như cảm giác rằng thì Nga Mi đánh vào hướng của Thiên Bang không thể nào di chuyển luôn nè, không thể nào nhấc tay luôn nè. Anh em thấy khó chịu chưa? Kèm theo những đòn đao trên nít đến từ vị trí của con lao Phân Bụi thì Thiên Bang không thể nào mà nhấc tay lên luôn. Công luôn và Nga Mi và Kà quá hay. Ok, và pha vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng hai một cuốn đã bốc ơi. Và tiếp tục đó là Thiên Bang chị 2, chị đại A6 đã bốc ơi theo. Trong đó đầu tiên chúng ta đã có kết quả nghiêng về chiến đội chơi cho vui. Đó là Nga Mi và lại Công Long Đao win 1-0. Xin chúc mừng, quá hay luôn em ơi. Trong trận đấu này chúng ta cảm giác rằng quá xuất sắc, quá xuất sắc luôn em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi trận đấu thứ hai. Giữ trận quá tốt đến từ vị trí của Nga Mi. Và đâu đó chúng ta đang thấy rằng cái bùa của anh Công Long, hai bùa của Công Long đó là bùa thời gian làm chậm và thời gian chón, với kèm theo bùa tốc độ đánh, quên sáu đêm kèm theo bùa âm tốc độ di chuyển, thì làm cho hai Thiên Bang có vẻ như là rất khó chịu luôn em ơi, không thể nào mà nhấc tay nổi và cũng như là không thể nào di chuyển được. Quá hay luôn em ơi. Tôn âm tốc chạy, âm chón, âm làm chậm thì cứ thở tôn mà thôi. Một pha giao tranh giữa trận trong trận chung kết này quá hay, ngần ngại giờ không cho một lần chia sẻ anh em. Khải cảm giác quá tốt, quá hay. Ta sẽ tiếp tục ra đấu thứ hai. Trong trận đấu đầu tiên thì chiến đội chơi cho vui đã win 1-0. Rất là tiếc cho hai anh Thiên Bang vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu thứ hai. Chung kết có khác anh em, chung kết quá hấp dẫn anh em ơi. Chung kết quá hấp dẫn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận chung kết trận đấu thứ hai giữa hai chiến đội chơi cho vui. Đó là gồm Phong Bụi và Trùm Má Mi đã quyết cho mình 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Với chiến đội cho hung miếng coi, đó là hung một cái với lại chị đại A6. Chúng ta có thể thấy rằng kèo của chúng ta có thể thấy rằng Nga Mi và Cô Long Đao, Khải cảm giác rằng kèo khá là cao từ những rau đấu đầu tiên rồi. Trong đấu thứ hai này liệu hai anh Thiên Bang này họ sẽ làm gì và có lối đánh nào khác hơn hay không, thì anh em cùng chờ đợi diễn biến trận đấu sẽ được diễn ra hơn một phút nữa mà thôi. Và trong thời gian này thì anh em đừng ngần ngại hay đỡ lại cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Trong đấu đầu tiên thì Khải chưa kịp thời soi đồ của Nga Mi cũng như là Phân Bụi cho anh em xem lại nha. Đây là sơ đồ của Nga Mi này anh em. Đang sở hữu mình một cây vũ khí bánh sắc nội công 185 và lượng kháng hỏa lượng chón 40 sinh lực lực, và một cái nón kháng hỏa 25 và lượng chón 40. Hiện tại đang có mình 80 chón và đang sở hữu một cái áo phục hồi và kháng độc sinh lực lực, một giá trị kháng cả 14 kháng độc khá là cao, một vào tay phòng thủ 25 làm chậm 40,
Một ngạc bòi 540 sinh lực khá là cao, 198. Một nhẫn kháng lôi 24, một đai lưng kháng băng 25 và chống độc 40, và một nhẫn kháng lôi 27 sinh lực lực, và một đôi giày 40 30 30 kháng lôi sinh lực lực. Đó là sơ đồ của anh em ơi. Và đây sơ đồ của phân bổ lúc nãy Khải soi anh em xem là có lông đao như nào. Một đao tóc bằng sắc mắt bình hoàn toàn. Ở trong đầu đó đầu tiên Khải cũng đã soi rồi. Anh em có thể tu lại anh em xem nhé. Trận đấu thứ hai của chúng ta là chính thức bắt đầu. Và sau khi bắt đầu thì công lông phân bổ cũng đã cắt tiếp tục hai bùa. Đó là bùa âm tốc độ di chuyển và bùa âm thời gian làm chậm và thời gian chón lên đầu của hai thiên bang. Và anh em ơi, bây giờ đã kịp thời di chuyển đó mọi người. Chúng ta cùng chờ đợi xem trong trận đấu này liệu có như trong ra đấu đầu tiên hay không. Đó là một sự khó khăn giữa hai anh thiên bang. Công lông đang chém vào hướng của thiên bang cực kỳ đâu. Như anh em đã thấy thì lượng kháng lôi của hai thiên bang không hề cao cho lắm. Nên là những đòn đao đến từ vị trí của công lông cực kỳ thốn. Và chưa nói đến những cái đòn bùa thì làm cho hai đối phương này âm đến hơn 50 làm chậm và âm hơn 50 hiệu ứng chón. Và kèm theo cái bùa làm chậm thì sẽ đem kèm theo cái bùa tốc độ di chuyển nữa. Thì hai thiên bang này chỉ có thể đơ người ra và đứng uống máu mà thôi, không thể làm được gì. Đúng rồi, bùa và lại đánh kiểu gì nữa mà cho anh mà được đây. Trận đấu quá hay anh em, đỡ xem anh em cùng chờ đợi xem trong trận đấu này, ra đấu thứ hai này sẽ là sao. Chúng ta thấy rằng những đòn đam của hai thiên vương bang đang cực kỳ khó chịu và như là có vẻ như đang cố gắng tiếp cận về hướng của công lông. Những đòn đao của công lông cực kỳ thốn và công lông đang di chuyển một cách quá tốt. Anh ta luôn di chuyển tìm một hướng có thể chém một phát xuyên tim hai người. Đó, anh em thấy chưa? Đó là một cách bơ ca cũng như là một sự di chuyển khá là khéo léo của công lông đao phân bổ cho Nam. Quá xuất sắc. Hello Chiến Lê, hello Nam. Anh em đang xem thì cho một like, chia sẻ ủng hộ video này Nam ơi. Và video này Khải sẽ up nhỏ lại trên kênh tại vì trận đấu quá hay. Không thể nào mà không làm lại up lại trên kênh em à. Đúng rồi, phải đổi chiến thuật cho nếu như cũ là rất khó chịu. Như trong chiến thuật cũ thì Khải thấy rằng hai thiên bang đang cố gắng áp đảo hoàn toàn về hướng Nga My. Nhưng mà không thể nào kết thúc được Nga My này mà. Không thể nào kết thúc được Nga My trong trận đấu đầu tiên. Trong trận đấu này thì có vẻ như là hai một cuốn đang bất về hướng của công lôn phân bộ nhiều hơn. Và anh thiên bang chỉ đại cũng vậy. Lâu lâu thì mới đánh Nga My vài phát đỡ có thể giữ chân lại mà thôi. Quán quân được gì không Khải à? Tùy server nàng Lê ơi. Tùy server thì ví dụ như server này quán quân thì được phần thưởng mỗi server mỗi khác. Anh em nào muốn tìm hiểu giải thưởng của giải đấu song thiệt tuyển thủ này của server La Tiêu Sơn này thì anh em có thể truy cập vào trang chủ vợ công trình kỳ giám nét để anh em có thể theo dõi giúp Khải nè mày. Tại vì lúc nãy Khải chưa kịp cập nhật anh em. Trận đấu chúng ta đã trôi qua gần 3 phút. Hiện tại lùng đam của công lông đao phân bụi chém khá là tốt. À, anh em thấy không? Anh ta luôn luôn di chuyển một phát là chém là chính hai người luôn em. Đó là một cách bơ cà khéo léo đến từ công lông. Nga My chỉ việc đứng im chính giữa và chủ đam mà thôi. Anh em đang xem hơn gần 200 anh em ngại như không một like chia sẻ anh em. Trận đấu chung kết này quá hay. Giữa hai chiến đội chơi cho vui. Đó là gồm Trùm Má My với lại Phong Bụi Công Long Đao đang giao tranh với chiến đội cho hung miếng coi. Đó là gồm cao thủ hung một cái với lại trị đại A6. Hai thiên bang giao tranh với một Nga My và một Công Long Đao. Đó là một trận đấu khó dành cho hai thiên bang của chúng ta. Tuy rằng hai anh thiên bang cực kỳ trâu bò và cũng như là lượng đam cực kỳ to, nhưng mà đi kèm với một cái bùa âm tốc độ gì đây cho bị vừa rồi, đi kèm với một cái bùa âm tốc độ di chuyển và bùa âm thời gian làm chậm và âm hiệu ứng chón lên đến hơn 50%, thì hai anh thiên bang này cũng đành phải buông tay chịu chói này thấy chưa. Hiệu ứng chón luôn luôn giật trên hai đầu của anh thiên bang, và chưa nói đến hiệu ứng phong xương tức ảnh kèm lượng băng sát thì hai anh thiên bang này không thể nào mà nhấc tay được. Chúng ta cùng chờ đợi xem, chỉ còn hơn 2 phút 20 giây mà thôi. Rồi, và rồi chúng ta đã thấy thiên bang chị đại A6 cũng đã bỏ cuộc tại đây. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình hai một cuốn và hai một cuốn đành phải rút lui. Xin vĩnh biệt cụ luôn. Và bây giờ chúng ta đã có kết quả 2-0 dành cho chiến đội chơi cho vui. Đó là gồm hai cầu thủ Phong Bụi với lại Má My. Xin chúc mừng chiến đội này, hai chiến đội này cùng gồm Nga My và con Lao đánh quá tốt anh em ơi, không còn gì phải chơi. Kèm theo hiệu ứng này nọ thì hai thiên bang chắc chắn anh em bó tay rồi, buông tay chịu chói rồi. Và giờ chúng ta đã có kết quả chơi cho vui win 2-0 và ra ba chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu vào trong. Nếu như trong đấu thứ ba này chiến đội chơi cho vui họ win tiếp tục thì họ sẽ chính thức lên ngôi quán quân của giải đấu song tuyệt sát thủ của cùng mấy chủ La Tiên Sơn này nha anh em ơi. Trang chủ game đó là võ công truyền kỳ.net.
Và người còn lại đó là chiến đội Cho Hung Cái Cơi. Đó là hai một cuốn với lại chị Đài A+6 thì chị dành cho mình hạng Á quân mà thôi. Đó, đó là một trận đấu chắc chắn anh em sẽ được diễn ra. Và anh em cùng chờ đợi ra đấu thứ 3 sẽ được diễn ra ngay bây giờ. Đố anh bắt được áo đầu tiên thì chiến đội chơi cho vui. Họ đã win cho mình 2-0. 2-0 chung cuộc quá tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ 3. Trong đấu thứ 3 này thì liệu hai một cuốn với lại chị Đại sẽ làm gì? Cho rất khó khăn như anh em đã xem hai đấu đấu thì hai thiên bang này nói thiệt là kèo thì không thể nào mà win được hai nghe mi với lại con lôn này rồi. Dở 3-0 lắm. Cũng có thể là tuyệt đối 3-0 nè. Cũng có thể tuyệt đối 3-0. Ok anh em, và bây giờ thì đội bắt đầu vào đấu thứ 3. Khải sẽ soi lại sơ đồ của hai cầu thủ thiên bang cho anh em xem. Đây là sơ đồ của cầu thủ thiên bang, 2-1 cuốn. Một set đồng bàn cũng khá là ok. Giá chuyền kháng cả 19 và ngầm bòi 30. Còn lại là 25-27. Đánh xử một cái chì mắt đầu hoàn toàn. Kháng hỏi 25. Bàn kháng hỏi 25 và thời gian chóng 40. Bàn sát 100. Và nói chung cái bức chì này thì mắt pin cho đồ tím rồi, không còn gì phải chơi nè. Một tay phòng thủ 24 và làm chậm 40 sau lực một lực. Một nón phòng thủ 25 và làm chậm 40. Một áo 40 và 30 phục hồi kháng lôi. 40 phục hồi 30 kháng lôi. Và một đai lưng kháng họ chón, mắt pin hoàn toàn 6 dòng. Một đôi dây tóc và kháng họ chón 40. Một cái kết bên cái vũ khí này anh em thấy rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem set đồ của cầu thủ chị Đại cho anh em xem một lần nữa. Chị Đại là một thiên vương thương nha em, cũng đang sử dụng một set đồng bang tầm trung. Thiên bang ý chạy hàng quá thì chạy luôn nè, rất đáng tiếc. Đang sử dụng một cái kích bằng sắt 81 và kháng họ 25. Một cái nón kháng họ 25 và chón 40. Một đai lưng kháng hỏi làm và chọn 40. Một bao tay phòng thủ 25 phòng làm chậm 40. Một áo phòng thủ 25 và phục hồi 40 làm chậm 40. Một đôi giày 40 và 30 kháng lôi. Đó, đó là sơ đồ của hai thiên bang. Và trong trận đấu thứ nhất và thứ hai thì chiến đội chơi cho vui. Đó là gồm phân buổi lại chùm má 10 là win 2-0. Liệu trong trận đấu thứ ba này sẽ ra sao? Nếu như trong trận đấu thứ ba này chiến đội họ win tiếp tục thì họ sẽ có dành cho mình hạng quán quân. Còn hai người còn lại đó là hai một cúm là chị Đại sẽ dành cho mình á quân của giải đấu xong tiền sát thủ cụm La Tiên Sơn này thôi anh em ơi. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Và sau khi bắt đầu thì Công Lôn đã nhỏ lên đầu của hai anh Thiên Bang, hai cái bù đây. Và có vẻ như trong đấu thứ ba này Khải cảm giác rằng hai Thiên Bang đang cố gắng chủ đạo đánh mạnh vào hướng của Công Lôn phong bụi, không biết có hiệu quả không. Trong đấu này thì bỏ hoàn toàn sự có mặt của Nghe Mi, không giống như trong những đấu đầu thì hai anh Thiên Bang luôn chụm vào hướng của Nghe Mi và đam hoàn toàn hướng Nghe Mi, nhưng mà không hiệu quả cho lắm. Trong trận đấu thứ ba này họ đang chủ đạo cố gắng dí vào hướng của anh Công Lôn và đỡ xem như thế nào. Nếu mà Công Lôn di chuyển kịp thời và một cách tốt hơn thì có thể win một cách khá là dễ dàng. Chúng ta đang thấy rằng hai anh đang đánh mạnh vào hướng Công Lôn và Nghe Mi đang đứng bên ngoài và chủ đam hoàn toàn. Trong trận đấu này thì chắc chắn anh em đang có sự một lối đánh khác hơn hoàn toàn ở trong trận đấu thứ nhất và thứ hai. Họ đang chủ đạo dí về cùng luôn nhưng mà rất khó chịu, trong khi đó đã âm một cái bùa tốc độ di chuyển và bùa âm 50 kháng lôi và âm 50 thì ăn chó và 50 thì ăn chậm. Thì cho dù có dí cùng luôn đi nữa thì hiệu ứng của phong sương tử ảnh đến từ vị trí của chùm 30 cũng có thể giữ chân anh Thiên Bang một cách khá là hợp lý. Nếu mà so ra thì kèo của Công Lôn và Nghe Mi thì cực kỳ cao hơn so với hai anh Thiên Bang này. Công đao tầm này thì cho chém thì khỏi phải bàn rồi anh em. Bùa rồi mà cứ giải mà chém khỏi phải bàn anh em. Hiện tại thì như anh em cũng có comment thì nếu như Công Lôn đao này đỡ cho mình khoảng 15 đến 20 bình thể lực thì có thể bờ kè di chuyển liên tục như thế này khả thấy cũng khá hợp lý nè. Tại vì Thiên Bang này thì nếu mà đỡ di chuyển mà tiếp cận vào được Công Lôn thì Khải thấy hơi bị khó, tại vì anh Công Lôn đang di chuyển một cách khá là nhanh. Và nếu mà chuẩn bị cho mình thêm mười mấy cục thể lực nữa thì Khải cảm giác này anh ta có thể bơ ca từ đầu đến cuối trận rồi. Hello Đình Vũ, hello anh em, hello anh em ơi vô. Trận đấu này sẽ ra sao? Đây là trận đấu thứ ba nè mày. Nếu như thua thì hai một cuốn chị dành cho mình hạng hai mà thôi. Trận đấu đang được diễn ra quá hay. Một trong những trận đấu chúng ta có thể không thể nghĩ đến. Đó là một Nghe Mi và một Công Lôn có thể win được hai thiên bang 2-0 tuyệt đối. Và nếu như trong trận đấu này họ win nữa thì có thể là làm một cú hat-trick 3-0. Có khá nhiều anh em đang ủng hộ cho cầu thủ hai một cuốn. Liệu sẽ ra sao? Trong trận đấu này thì hai người đang cố gắng áp đảo hướng của Công Lôn nhưng mà không thể nào di chuyển này mà. Bị Nghe Mi bắt những đòn phong xương thì rất khó mà di chuyển luôn.
Hello Lê Việt Dương, hello tất cả anh em ở vô, hello Hồ Bồ Khiếp, hello tất cả anh em. Thì nói chúng ta đã trôi qua gần 3 phút. Không thể nào mà tiếp cận được con đao phân bụi này mà. Để mà tiếp cận thì cũng rất là khó. Một Thiên Bang nếu mà được solo 1v1 thì con lôn này cũng có thể chém đứng đờ anh Thiên Bang. Với cái hiệu ứng làm chậm với lại trừ phần là, với hiệu ứng trừ tốc độ di chuyển với lại trừ làm chậm trừ chón thì đam hoàn toàn về hướng của Thiên Bang. Thiên Bang chỉ có thể đứng đơn người ra mà thôi. Trận đấu chúng ta chỉ còn hơn 2 phút. Nghe mì chùm má mì đang đứng giao tranh bằng những đòn vong xương cực kỳ thoải mái. Bắt dính hai Thiên Bang rồi. Sau khi bắt dính hai Thiên Bang thì Công Long chỉ việc di chuyển ra ngoài và chém một phát xuyên tim hai người. Đó, anh em thấy quá hiệu quả. Quá hiệu quả. Rồi xong, Hàm Cún đành phải chịu chói và xin vĩnh biệt cụ tại đây. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình Thiên Bang trì đài mà thôi. Và bây giờ như anh em đã thấy thì chùm má mì đã comment lên một câu em xin nhé. Và chắc chắn đây là câu comment cuối cùng chị đại A cộng chị đại A 6 đã nhìn thấy. Và xin chúc mừng giải đấu xong tuyệt sắc thủ của cùng mấy chủ La Tiêu Sơn này chiến đội chơi cho vui. Đó là gồm hai cao thủ Phong Bụi Côn Đao và Nghe Mi Chùm Má Mi đã dành cho mình hạng quán quân. Xin chúc mừng. Anh em có thể xem đây là một trận đấu khá hay. Và hai chiến đội còn lại đó là Châu Hùng Miến Coi. Châu Hùng Miến Coi đó là gồm cao thủ hai một cuốn với lại cao thủ chị đại A6, họ chỉ dành cho mình hạng á quân của giải đấu xong tuyệt chiến thủ của cùng mấy chủ La Tiêu Sơn này mà thôi. Xin chúc mừng hai cao thủ và tất cả, xin chúc mừng tất cả cao thủ. Và không có gì hơn thì anh em có xem đã thấy rồi, trận đấu này thì Côn Long Đao và Nghe Mi đánh quá tốt, không còn gì để phải bàn nữa nè mà. Trận đấu này đánh quá hay, quá xuất sắc nè mọi người. Chúng ta hãy chúc mừng nè mà, chúc mừng một lần nữa nè mà. Chiến thuật tốt quá, đúng rồi, chính xác luôn nè mọi người. Khả thấy cảm giác là trận đấu này quá hay. Hiện tại thì anh em cũng đã thấy thì chiến đội Phong Bụi lại chùm má mì win tuyệt đối 3-0, làm cú hat-trick đi vào lòng người. Giải đấu xong thì cái thủ này quá xuất sắc, quá hay anh em ơi, quá xuất sắc anh em à. Ok anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho video này nè, một like và chia sẻ chơi cho anh em ơi. Và bây giờ thì Khả sẽ về mấy chỗ đại sẽ tách Khả Tống Kim anh em ơi, về mấy chỗ đại sẽ tách Tống Kim.